Giám đốc Cơ quan Quản lý Lương thực và Dược phẩm Mỹ, FDA, ông Stephen Hahn cho biết đây là liệu pháp đang được Tổng thống Trump hối thúc nghiên cứu, thử nghiệm, và nếu thực sự đem lại hiệu quả, sẽ được nhanh chóng đưa vào áp dụng. Hiện FDA đã thông qua một quy trình cụ thể cho phép các bác sĩ có thể sử dụng chloroquine cho các bệnh nhân COVID-19. Thông tin này đang mở ra tia hy vọng lớn cho không chỉ những người mắc COVID-19 tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới, vì chloroquine là nguồn thuốc có sẵn mà các nước có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức. Trước đó một ngày, hãng dược phẩm Sanofi của Pháp cũng tuyên bố đã ghi nhận những kết quả tích cực trong việc dùng chloroquine điều trị cho 24 bệnh nhân mắc COVID-19. Dù chưa công bố rộng rãi, nhưng chính phủ Trung Quốc cũng đang tiến hành một số thử nghiệm lâm sàng với chloroquine trên bệnh nhân COVID-19.